đây là cái trường hợp vét phun nó bị mặn quá, nó bị răng ra ngoài đường đó. Thì trên cái đầu này nó có một cái con ốc, con ốc này là để mình chỉnh cái độ mặn, độ nhẹ của cái vét phun. Đây là cái có cái tô vít đầu dẹp nha. Đấy, mình cứ xoay, mình xoay từ từ tới khi nào cái áp mà tới một cái mức nó giảm á, mình cảm nhận được nó ổn là mình dừng lại. Đó, thấy không, cái độ đó, áp nó sẽ giảm xuống. Đó, nãy thấy cái tia này nó mặn, nó răng ra đây không? Mình sẽ giảm từ từ. Cái này là mình phải nhứt nhẹ một ít một nha, cái mình mặn quá đấy, nó sẽ giảm được cái góc phun chéo ra ngoài, chứ không có răng ra ngoài được.